Em là một cậu trai mới lớn, chuyện cũng thật khó nói và em không dám tâm sự hay tiết lộ điều này cho ai. Em đã sử dụng những ứng dụng hẹn hò để tìm hiểu và đã lỡ có những hoạt động tình dục mà không dùng biện pháp an toàn để phòng tránh. Và kết quả sau đó là... Chào mừng mọi người đã đến với Chuyện Đời Là Season 3, Chuyện Đời Là Mùa 3 với phiên bản mới hoàn toàn podcast. Rất cảm ơn tất cả những tình cảm quý vị khán giả đã dành cho Nam Thư cũng như Chuyện Đời Là. Hy vọng ở Chuyện Đời Là mọi người sẽ lắng nghe thêm được nhiều câu chuyện. Ở Chuyện Đời Là mọi người sẽ chia sẻ được rất nhiều tâm tư của bản thân mình. Rất là nhiều thư gửi về, email gửi về và thực sự Chuyện Đời Là cũng sẽ chọn lọc những cái câu chuyện nào mà cảm thấy là chúng tôi có thể tư vấn, chúng tôi có thể đưa lên đây để có thể chúng ta có thể lắng nghe và bàn luận. Bên cạnh đó nữa thì thực sự khi mà email gửi về, những câu chuyện gửi về có những câu chuyện cũng hết sức là nhạy cảm. Thư hôm nay một cái số Thư cũng sẽ chọn một trong những cái câu chuyện như thế. Rất là cảm ơn biên tập của chương trình đã hết sức có tâm nha, khi đã ngồi và lọc nè, thậm chí là biên tập lại câu chuyện như thế nào cho nó rành mạch, cho nó rõ ràng, và làm việc tâm lý với những khán giả gọi về của chương trình để có thể là chia sẻ hết lòng, hết mức với các bạn. Rất cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và yêu mến Chuyện Đời Là. Và tất nhiên rồi, hôm nay chúng ta lại lắng nghe một câu chuyện nữa từ một vị khán giả sẽ gọi về chương trình. Dạ em alo. Alo, em chào chị ạ. Em nghe rõ không? Dạ em nghe rõ. Dạ. À, một bạn trai ha, xin chào em. Dạ. Em có muốn nói tên mình không? Dạ chắc em xin được rồi, không nói. Dạ. Rồi, chị hiểu rồi. Dạ. Em muốn chia sẻ câu chuyện gì của mình nè? Dạ chị ơi, thật sự là em không biết phải làm sao hết chị. Em nói thiệt với chị là năm nay em chỉ mới có 19 tuổi thôi, nhưng mà em đã mất hết cuộc đời hả chị? À ca khoan, 19 tuổi. 19 tuổi là cuộc đời mới bắt đầu, mất hết cuộc đời cái gì nè? Bình tĩnh nào. Dạ. Dạ thì cái chuyện này nó cũng khó nói lắm. Em không dám tâm sự hay là tiết lộ cho ai hết á. Thật ra thì em cũng có sử dụng một cái app hẹn hò trên mạng á chị. Ừ, rồi chị hiểu. Khoan nha, để chị đoán nè. Bình tĩnh, chị đã biết em đang mất bình tĩnh nha. App hẹn hò bây giờ nhiều lắm. Rồi dùng app hẹn hò rồi chắc là cô nào có thai phải không? Rồi bây giờ không biết xử lý làm sao, chưa báo với cha mẹ đúng không? Dạ không phải, cái chuyện nó còn kinh khủng hơn cái chuyện là có thai nữa chị. Vậy thôi chị mời em, xin lỗi vì đã cắt ngang em nha. Dạ không sao. Thì em có sử dụng một cái app hẹn hò trên mạng. Em có lỡ quan hệ tình dục với lại một người và em không có biện pháp phòng tránh đó chị. Em không có biện pháp phòng tránh. Nên là bây giờ em bị mắc bệnh về bệnh xã hội đó chị. Rồi sao nữa nè? Mà cái ngày em phát hiện ra em bị bệnh này á, nó cũng rất là oái âm luôn. Là thì gia đình em là một gia đình là làm nghề nông dân. Em chỉ mới học xong lớp 12 thôi. Ba mẹ của em á, thì muốn là cho em đổi đời, muốn cả nhà đổi đời, đầu tư bán đất, đầu tư hết tiền cho em để đi em đi học tiếng Nhật, rồi để em sang Nhật em xuất khẩu lao động. Cái số tiền mà ba mẹ em đầu tư cho em nó rất là lớn, nó lên tới 200 triệu lận. Thì cái ngày mà em chuẩn bị đi á, thì em phải đi xét nghiệm, em phải đi xét nghiệm sức khỏe để đảm bảo giấy tờ trước khi mà em thi tiếng Nhật với lại xuất khẩu á chị. Là đi khám sức khỏe đúng không? Dạ đúng rồi. Thì phát hiện ra bệnh. Dạ, thì ngay cái ngày đó là em phát hiện là em bị bệnh luôn. Em không biết phải làm sao nữa. Em hiện tại em cũng rất là rối, em không có biết nói chuyện với ba mẹ em như thế nào nữa chị. Chị có cách nào giúp em chị? Ok. Việc đầu tiên là em phải bình tĩnh nè. Mới 19 tuổi thôi, không có gì mà phải cảm thấy cuộc đời mình kết thúc hay bế tắc cả. Từng bây giờ mình sẽ giải quyết, tháo gỡ từng điều một. Đầu tiên là về tâm lý của bản thân em. Chị biết em đang bước vào một cái tuổi tò mò,
tò mò về giới tính nè, tò mò về sức khỏe sinh sản nè, tò mò về cuộc sống này ra sao nè, rồi rồi sau đó mình bây giờ quan trọng nè là sau khi phát hiện ra bản thân em bị mắc bệnh xã hội như thế thì em đã có biện pháp chữa trị gì không? Dạ, thì em cũng đang bế tắc lắm, em cũng chưa có cái biện pháp gì để em. Trời ơi, cái thằng bé này. Bây giờ thế này nhở, bình tĩnh, cái chuyện gì chúng ta cũng có thể giải quyết được hết. Việc đầu tiên, mình phải trị bệnh, bởi vì có sức khỏe thì em mới có thể làm ra 200 triệu để có thể trả nợ lại cho ba mẹ mình. Thậm chí là 200 triệu đó mình có thể làm ra được 2 tỷ, 20 tỷ. Hiểu không? Mình còn 19 tuổi mà. Không sao cả. Trong cuộc đời này ai cũng phải có sai lầm. Nhưng thấy chưa? Bây giờ là đầu tiên là mình phải trị bệnh nè. Đó, mình phải trị bệnh nè. Em cũng lo lắng lắm chị em. Bây giờ nếu mà nói với ba mẹ em á, thì ba mẹ em sẽ rất là bị sốc. Dạ đúng rồi. Bởi vì cuối cùng cũng gom được 200 triệu để cho em đi. Nhưng mà bây giờ lên khám sức khỏe rồi, bây giờ không đi được. Thì 200 triệu đó nó như hiểu không? Nó trở thành vô nghĩa. Bởi vì thực sự với những cái căn bệnh xã hội này á, cái khoảng thời gian ủ bệnh nè, rồi tới khi nó phát bệnh nó cũng lâu, và trị bệnh thì thực sự nó cũng lâu. Và chị không biết là em bị loại gì, chị không biết là em bị bệnh xã hội như là cái gì, là S, là HIV, là giang mai, là sùi màu gà, hoặc là cái gì thì chị không biết. Nhưng chắc chắn cái gì trị bệnh nó cũng sẽ mất thời gian. Yeah. Và nó sẽ ảnh hưởng về sau này nữa. Chị chỉ mong em là những cái bệnh nó nhẹ nhàng thôi, chứ không phải những cái bệnh về máu, về đường máu hay cái này nọ kia. Nó sẽ gây ra một cái gọi là vật cản tâm lý rất lớn cho em về sau này. Bởi vì lúc nào mình cũng cảm thấy mình tự ti cả. Đầu tiên nhìn vào nó và đối mặt. Đây là sai lầm năm 19 tuổi của mình và cái hệ quả để lại ở đằng sau. Cái hệ lụy của nó đó em cũng đã thấy rồi. Ngay trước mắt thôi là tốn tiền cha mẹ nè, hao sức bản thân nè. Phải đối mặt với nó thôi. Cái gì cũng vậy. Cái sự thật là cái mà cha mẹ mình cần biết. Hãy nói với cha mẹ mình, em đủ can đảm không cưng? Dạ thì thực sự là hiện tại bây giờ thì em không đủ can đảm để em thổ lộ với gia đình của em, nên là em mới lấy hết can đảm của em để em lên chương trình này em hỏi chị. Em không đủ can đảm nói với ba mẹ em, xem đủ can đảm nói với chị. Nhiều khi tâm sự với người lạ nó dễ hơn hay sao? Dạ đúng rồi. Trời ơi sao mà tôi thiệt á, cái ông mấy cái ông con này thiệt á, tôi muốn đánh đòn ghê vô tích luôn á. Ok, nói chung là theo cách giải quyết của chị Nam Thư nhớ. Nếu đã gọi tìm tới chị giải quyết thế này nhớ. Dạ. Hãy nói với ba mẹ mình, sau khi mà đã mạnh dạn lấy hết can đảm để nói với chị rồi, thì bây giờ mình sẽ nói với ba mẹ mình, nói về tình hình như vậy đó. Đầu tiên là xin lỗi ha. Xin lỗi ba mẹ thật nhiều vào. Thứ hai nữa là phải trị bệnh liền, ngay lập tức để ăn chi. Không cần đi tới một cái đất nước xa xôi và bán mạng mình để làm như thế nữa. Thì chỉ cần ở lại đây thôi, ở lại đất nước xinh đẹp của chúng ta, tìm một công việc tử tế và lương thiện đi làm. Dạ. Để đi làm nè. Bên cạnh đó, cái việc mình vừa đi làm mà mình vừa có thể thu xếp để đi học được nữa, mà không phiền tới tiền của cha mẹ, thì là em là một đứa phải cực giỏi. Cái việc của em bây giờ là em không có quyền đòi hỏi cha mẹ em phải cung cấp hoặc là chăm lo hoặc là trợ cấp gì cho em nữa. Mình là đàn ông mà, đúng không? Mình 19 tuổi rồi, mặc dù là mới 19 thôi, nó chưa bước qua 20 nữa, nhưng mà điều quan trọng nè, bản thân em có thực sự nhìn thấy lỗi lầm của bản thân mình không? Dạ thật sự thì em cũng rất là biết lỗi, mà em cũng đang rất là biết lỗi. Cái câu này ai nói cũng dễ, nhưng em có biết cái lỗi của em nó sẽ gây ra một cái hệ lụy như thế nào về sau không? Dạ. Là nghiêm trọng lắm bé cưng à, rất nghiêm trọng nha bé cưng nha, tại vì nó ảnh hưởng rất nặng nề tới sức khỏe của em.
Thứ hai nè, sau khi nói hối lỗi với cha mẹ xong này, thứ hai nè, trong khoảng thời gian trị bệnh này thì không được yêu đương gì, không được quan hệ tình dục gì cả, được chưa? Để bảo vệ cho bản thân mình và người khác, được chưa? Và thứ ba nữa, làm gì thì làm phải có bảo vệ khi mà chị hết bệnh rồi đó, phải có cái kiến thức cơ bản nhất về sức khỏe sinh sản. Dạ. Hiểu ý chị không? Dạ em hiểu rồi. Hiểu ý chị không? Dạ em hiểu. Rẻ mà, ngoài kia rẻ lắm, Caro rẻ lắm, mua một hộp để trong nhà cho chị, bỏ vào bóp, vào túi, vào cốp xe, được chưa? Dạ. Đang tuổi tò mò khám phá, cái điều đó nó không có xấu, nhưng cái xấu là mình không biết bảo vệ mình đó, ngốc nghếch không? Hả? Dạ. Hả? Trời ơi, muốn đánh đòn quá. Đừng nghĩ mọi thứ nó quá bi quan. Sau cái cuộc vấp ngã này, thấy không? Đó, mình chỉ nghĩ trong một giây đó thôi, mình vui vẻ lúc đó thôi, nó đi một cái hệ lụy dài như thế, ảnh hưởng tới gia đình, ảnh hưởng tới tiền của cha mẹ mình, ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân mình. Thì giờ cái trách nhiệm của mình là mình phải nhìn vào lỗi lầm của mình, khắc phục hậu quả và có cái kế hoạch rõ ràng cho bản thân mình. Và việc đầu tiên là phải trị bệnh liền ngay lập tức cho chị. Dạ thì em cũng cảm ơn chị là thông qua chương trình thì chị tâm sự với em, thì em cũng nhẹ nhõm hơn được phần nào rồi. Thì tại vì từ cái lúc mà chuyện này xảy ra tới giờ em chưa biết nói chuyện với ai hết, thì em chỉ có coi chương trình của chị thì em chỉ biết là lên đây mình kể chị nghe thôi. Em có đau lắm không? Dạ nó cũng đau. Trời ơi, thiệt, nghe xót xa quá nè. Rất là cảm ơn em đã xem chương trình của chị và đã gọi về và tâm sự với chị nha. Chị mong là em sẽ nhanh khỏe, em sẽ lấy lại được tinh thần. Hãy chia sẻ điều này với ba mẹ mình đi. Ba mẹ của em có thể giúp được em rất là nhiều đó, hiểu không? Dạ. Tiền mà mất đi rồi thì mình còn thể kiếm lại được, nhưng mà nhiều khi chị nghĩ là mình chưa qua tới nơi thì chắc là số tiền mình vẫn chưa xài hết khoảng 200 triệu đó, đúng không? Dạ chưa có hết đâu chị. Chưa hết, trời ơi, đó cũng mừng phải không? Ngăn chặn mọi thứ kịp thời, được rồi. Bây giờ hãy nói chung là hãy nói chuyện với ba mẹ đi nha. Và chị mong là em sẽ nhanh chóng hết bệnh. Chị vẫn ở đây đợi tin của em nha, một ngày là gọi về cho chị nhé. Dạ em cảm ơn chị, em cảm ơn chương trình. Rất là cảm ơn em khi đã mạnh dạn câu chia sẻ cái câu chuyện, một câu chuyện hết sức là gọi là nhạy cảm này. Thì qua đây tôi cũng muốn gửi tới các bạn trẻ nha, từ cả con trai tới con gái luôn, 19 tuổi thì có thể kêu thư bằng cô tại đi học bây giờ, thôi kêu bằng chị em đi để cho thấy thư trẻ nè. Các em thân yêu của chị, các trai xinh gái đẹp ngoài kia, cuộc sống này của chúng ta không có ai có quyền quyết định hay thay đổi cuộc sống của chúng ta cả, chỉ có chúng ta mà thôi. Như cái bạn trai 19 tuổi vừa rồi trong câu chuyện, thấy không? Chỉ cần sai một ly và đi một dặm. Và cái sai một ly ở đây là gì? Là kém hiểu biết về sức khỏe sinh sản, không biết cách bảo vệ bản thân mình, và không biết cách bảo vệ bản thân mình trước những cái ham muốn của bản thân, rồi quá non nớt với cuộc đời này. Nên rất là mong các bạn trước khi làm điều gì mà đó về cảm xúc đó thì hãy tỉnh táo một tí nhé, tỉnh táo một tí nè, để mình có thể là có những biện pháp như thế nào để bảo vệ bản thân mình, để không gây ra cái hậu quả đáng tiếc cho bản thân, cho gia đình và cho tương lai về sau của mình nữa. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chương trình Chuyện Đời Là của Thư. Và mọi người ơi, nếu có tâm tư tình cảm gì muốn chia sẻ thì hãy gửi về địa chỉ chuyện đời là 365amoc@gmail.com. Và mọi người ơi, đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình 19 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh Nam Thư Official. Chuyện Đời Là luôn ở đây và lắng nghe mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.